khám sức khỏe là hoạt động thường niên của trường mầm non Sakura Montessori với định kỳ 2 lần một năm. Trong 3 ngày từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 10 năm 2019, nhà trường đã tổ chức khám sức khỏe lần 1 năm học 2019-2020 cho gần 500 học sinh toàn trường. Các nội dung khám bao gồm đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, đo thị lực, khám răng hàm mặt, khám tai mũi họng và hệ vận động. Với sự giúp đỡ từ các y bác sĩ của bệnh viện Medlatech, hoạt động khám sức khỏe phân loại sức khỏe ban đầu cho học sinh, phát hiện ra một số bệnh thông thường để tư vấn với gia đình về chế độ dinh dưỡng, chế độ luyện tập phù hợp nhằm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho các con. Việc khám sức khỏe định kỳ cho các con là hết sức thiết thực và ý nghĩa, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức về phòng ngừa và phát hiện một số bệnh thường gặp, đồng thời đem lại sự phấn khởi, tin tưởng trong giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh về một môi trường giáo dục an toàn và thân thiện. Kính mời các ba mẹ cùng xem clip để hiểu một buổi khám sức khỏe tại trường của các con sẽ diễn ra như thế nào nhé!